Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy đụng độ với Thùy Tiên, lần đầu phát ngôn sốc về đàn chị chung nhà. Sau khi hoàn thành chuyến thiện nguyện ở Hà Giang, Hoa hậu Thùy Tiên có dịp hội ngộ với Hoa hậu Thanh Thủy trong tiệc sinh nhật của bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung. Trong đó, nếu tân Hoa hậu Việt Nam diện trang phục đầm cúp ngực màu trắng, thì Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 lại chọn phong cách năng động, đơn giản với áo crop top màu cam. Tại buổi tiệc, hai nàng hậu cùng mọi người dành cho bà Phạm Kim Dung những lời chúc tốt đẹp cùng những món quà ý nghĩa. Bên cạnh đó, đây còn là dịp Hoa hậu Thanh Thủy được dịp gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với đàn chị Thùy Tiên. Chia sẻ cảm nhận của bản thân về Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thanh Thủy nói: "Với tôi, chị Tiên mang lại nguồn năng lượng thoải mái và rất riêng biệt. Tôi luôn theo dõi sự nghiệp của chị ấy và rất vui vì có nhiều người nhận ra sự tốt đẹp và ủng hộ lý tưởng mà chị Tiên theo đuổi. Chính tôi cũng rất ngưỡng mộ chị Tiên vì những gì chị cố gắng và đạt được cho đến thời điểm hiện tại, và tôi chắc chắn rằng chị Tiên sẽ luôn là hình mẫu tích cực mà nhiều cô gái trẻ muốn hướng đến." Chính vì thế, Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng quyết tâm và nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm trên cương vị mới, cũng như phấn đấu để có những thành công như Thùy Tiên. "Tôi chắc chắn rằng không chỉ riêng mình mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được thành tựu trong đời. Song song đó, tôi cũng hiểu một điều rằng để đạt được những điều đó, tôi phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có những cách khác nhau để thăng tiến, vậy nên tôi sẽ luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết để phấn đấu nhiều hơn." Người đẹp sinh năm 2003 cho biết, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy được đánh giá là một nàng hậu xinh đẹp và tài năng, nổi bật xuyên suốt cuộc thi khi hoạt động sôi nổi và đạt được danh hiệu người đẹp thể thao. Đồng thời, cô nàng cũng tích cực tham gia các dự án nhân ái dành cho cộng đồng. Sau khoảng thời gian được nhà trường tạo điều kiện cho bảo lưu kết quả học để tham dự Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thanh Thủy đã có dịp trở lại về trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cùng đại diện ban tổ chức cuộc thi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhằm gặp gỡ cảm ơn ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, các giảng viên của nhà trường cũng đã động viên khen ngợi và bày tỏ sự yêu mến với nàng hậu. Dự kiến Thanh Thủy sẽ hoàn tất chương trình đại học vào 2 năm tới. Trở lại trường học, Thủy được nhiều sinh viên và người hâm mộ vây quanh. Sở hữu chiều cao 1m75, Thanh Thủy nổi bật giữa đám đông với nhan sắc ngày càng xinh đẹp. Trở thành hoa hậu khi còn là một cô sinh viên, Thanh Thủy cũng đã có những chia sẻ. Sau đăng quang, bản thân Thủy bên cạnh là một sinh viên, Thủy còn đảm nhận vai trò mới, một sứ mệnh của hoa hậu. Cuộc sống của Thủy có chút thay đổi, tuy nhiên Thủy sẽ nỗ lực học hỏi và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa nhằm mang đến các giá trị tích cực cho xã hội và thực hiện tốt sứ mệnh của mình ở cả hai vai trò này. Về phần Hoa hậu Thùy Tiên, cô vừa có chuyến thiện nguyện tại Hà Giang. Tại đây, nàng hậu sinh năm 1998 thực hiện các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia chuyến từ thiện, Hoa hậu Thùy Tiên diện trang phục đơn giản, năng động và để mặt mộc giao lưu cùng khán giả. Dù lọt vào ống kính của team qua đường nhưng Thùy Tiên vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì visual xinh đẹp tự nhiên. Những khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên để gương mặt mộc không son phấn nhưng visual vẫn phát sáng khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Thùy Tiên sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh, cao 1m7, số đo 3 vòng 82, 61, 91. Cô từng là sinh viên ngành ngữ văn Pháp khóa 2016, đã bảo lưu kết quả học tập. Năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, nguyện thúc Thùy Tiên nhanh chóng ghi điểm vì có những hoạt động ý nghĩa, đem lại nhiều giá trị từ hình ảnh đến lợi nhuận cho ban tổ chức. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thông minh, Hoa hậu Thùy Tiên nhanh chóng chứng minh được sức hút của mình. Thùy Tiên luôn ghi điểm mỗi khi xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, lộng lẫy và cuốn hút. Nhìn lại gần một năm đương nhiệm, tài sản lớn nhất của nàng hậu đó chính là nhận được tình cảm yêu thương vô bờ bến của hàng triệu người hâm mộ. Điều đó không chỉ được thể hiện thông qua số lượng thành viên FC trong gia đình Thùy Tiên ngày càng tăng với con số ấn tượng, lượt tương tác khủng.